Chà, lâu lâu mình ở dưới quê lên Sài Gòn để thăm bà con. Ôi, nhìn thấy cảnh thị thành ngày nay khác xưa nhiều quá. Ôi ơi, đẹp quá. Nào là xe cộ, phố xá thôi dày đặc, còn người ta thì qua lại tới lui vô cùng tấp nập. À, ê, 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 trời ơi, các cô thiếu nữ. Ôi thôi, thiệt là trông như tiền giang thế, đẹp không chỗ nào chê. Sao bắt mê mẩn người, đang nói năng giỡn cười. Ôi cuộc đời xinh tươi, tôi thấy lòng vui vui. Ôi anh kia đang đứng một mình thật buồn hiu, đò hỏi thăm ít điều, sao ngẩn ngơ đứng nhìn, chắc đang tìm kiếm ai, đúng không người anh ơi. Dạ, chào cô. Dạ không dám, chào anh hai à. Dạ. À, chắc nãy giờ anh hai muốn đi đâu vậy, hoặc là đang đi kiếm ai phải không? Tôi đâu có kiếm ai đâu. Vậy chứ anh hai đứng nhìn ai dữ vậy anh hai? Dạ, tôi đang nhìn sự đổi mới và vui tươi của đất Sài Gòn Vậy hiện hả? nay đó mà. Như vậy chắc là anh hai từ ở dưới quê lên Sài Gòn chứ gì. Đã, đúng rồi, đúng rồi. Vậy chẳng hay anh hai có thể cho tôi biết anh hai ở dưới quê mà chỗ nào vậy anh hai? Dạ, quê tôi hả chị? Dạ. À, cô, quê tôi ở Sóc Trăng á. Sao tôi mới dọn về Cái Răng, vì cuộc sống khó khăn nên đi tuốt xuống Nam Căn á, để tiện dịp làm ăn. Giờ thì khỏi băn khoăn, tôi trả lời vậy có được chăng cô hai? Trời ơi, có cười có duyên mà. Anh hai thật là vui tánh quá. Dạ, còn cô? Dạ. Cô cũng có thể cho tôi biết họ tên và quê quán của cô được không cô? Dạ, được chứ anh Được, hai. được hả? Dạ, tên em hả? Ờ. Tên em tên là Lê Thị Chôm Chôm. Lê Thị Chôm Chôm. Dạ. Trời ơi, vậy mà dòm cô tôi tưởng đâu măng anh hai đừng cục giỡn đó. Ôi, cái tên của cô, tên trái cây nghe cái muốn thèm liền. anh hai. Dạ phải đó anh hai. Em tên là Lê Thị Chôm Chôm. Rồi. Quê em ở Trà Ôn á. Đến lúc lớn khôn, cha mẹ em chết mới chôn, tội nghiệp không. nên phải dời về Ô Môn. Em làm nghề bán tôm, thấy cuộc sống nó không có xôm, nên em lên Sài Gòn cho nó vui hơn. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà hiện nay cô ở đâu vậy? Dạ em ở đường Lê Thánh Tôn, mở cửa tiệm bán nhôm. Bao nhiêu nỗi nguồn cơn Sao? em đã tỏ thiệt hơn. Ừ. Anh hai có nghe rõ không anh Rồi, rõ rồi, rõ 100% luôn á. Dạ. Cô cũng thiệt là vui tánh quá. Dạ. Dạ chẳng hay ở dưới quê anh hai ở mình ên hay đã có gia đình rồi anh hai? Có rồi. Hả? Anh hai có gia đình rồi hả? Cô này hỏi kỳ không? Sao kỳ? Không có gia đình làm sao trú mưa trú nắng được. Gì cười nữa hả? Không phải vậy. Sao? Anh hai đã hiểu lầm ý của tôi rồi đó. Ủa chứ nói vậy ý cô làm sao hả? Ý của tôi á muốn hỏi gia đình đây á là anh hai á, Dạ gì? anh hai á, Ờ sao? Tôi sao? anh hai có vợ chưa đó? Vợ hả? Ừ, có chưa? Có rồi. Hả? Có vợ rồi sao? Có rồi nhưng mà Sao? Còn ở trong nhà của người ta. Có nghĩa là anh Tôi hai đã 35 tuổi đầu mà vẫn còn con trai nheo nhẻo à nha, thiệt chưa biết lẹo tẹo với cô gái nào hết á. thiệt không đó Thiệt chứ sao không thiệt. vậy hả? Có nghĩa là anh hai chưa có vợ hả? Đúng rồi. Phải không? Ừ, hiện nay tôi vẫn còn độc kiết. Ủa, độc thân mà chẳng ai còn cô hai. Em hả? Ừ. Thôi em mắc cỡ quá à. Đời người tình mơ được chung bóng chung đôi, đến nay sao lầm thấy yêu rồi, với người mong mơ đó nhưng chỉ ngày mùng thôi. Không nên để lòng mình đơn côi, muốn ngỏ lời cùng ai nhưng rồi gặp tình hoài. Một lòng yêu nhau chứ không mong cứ giàu, ngày sau dẫu cho mình sầu đau vẫn cam gì phần số chẳng phụ nguyên dân ai. Giờ đây hãy nghe lời phân tỏ, nãy giờ nhìn em lòng anh thấy rung rinh, yêu như
thuần tình sẽ trọn đời tôn kính đó. Em là chị anh thôi. Đất ơi, anh nói gì vậy? Tôi nói là em là vợ anh thôi. Thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt. Mắc cỡ quá à. Đứa nào nói láo cho căng đi. Thôi em tin anh rồi, đừng có thề. Dạ hả? Nè, nếu vậy á thì em về em lo chuẩn bị để ra duyên anh cưới em, chịu không? Anh ra duyên anh cưới em hả? Em mắc cỡ quá à. Dạ nói vậy đó em, có chịu không? Mắc cỡ. Trời ơi, chịu. Chịu em. Vậy được rồi. Được hả? Nè tay nè, dắt em đi. Đi nha. Đi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đung, huyền ai qua sông dòng hò mê mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dâu khó đưa dâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng có chia xuống ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liu riu, dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh thương. Sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly qua đâu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi anh về với em. Một cù lao xanh, một dòng sông lanh, bằng lòng theo trò quê hương. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, chùa miền câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau ngắm ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng xô bờ, tiếng đàn điền mang mang trên sông. Nhớ em buồn muôn khóc, mình anh ca điều ly qua cầu. Nhớ không anh thuở tuổi 9-10, ăn chưa no lo chưa tới, mỗi ngày vui hai buổi đến sân trường. Nhớ mỗi ngày anh dắt em đi học, tới cổng trường làng qua mấy nhịp cầu tre. Tan học mỗi ngày anh dắt em đi, từ Tân Kiên đi về qua xóm nhỏ. Khi xuân sáng mai vàng là lúa nở, trên làng tóc em anh cài một bông vàng. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Em bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi em, bằng lòng. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắt cầu em tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắt cầu em tới. Nghìn trùng xa dù nắng dù gió, vẫn không phải điều ly qua cầu. Yêu nhau ác đi qua cầu, vợ đẻ con chúc đường tình quê hương.
Ôi giời ơi, hẹn với chả hò lạ thế nhở. Không biết là nó làm cái gì mà lâu thế không biết. Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này. Ôi giời ơi, đấy đấy đấy, bây giờ nó chịu đến rồi đấy. Còn cười nữa, cười cái gì? Thấy vô duyên chưa, cười cái gì? Ôi anh yêu, anh chờ em lâu chưa? Có kìa, có kìa, giận kìa. Hôm nay là không được giận đâu á nghe. Anh biết không, em vừa gặp một người đàn ông. Ôi phải nói là cảm ơn trời, không có ông trời đưa đẩy cho em gặp ông ấy thì không biết em sẽ ra sao. Ôi em hạnh phúc. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thôi đi, không có hạnh phúc hạnh viết gì hết nhá. Có biết là tôi chờ đây bao nhiêu lâu rồi không hả? Ôi giời ơi, năm hết Tết đến mà bắt tôi đứng đây chờ đợi hoài là sao hả? Bộ, tôi ở không lắm hả, tôi rảnh lắm hả? Tôi cứ sợ là đến đây là trễ là muộn, là sợ cô buồn cô giận. Ôi trời ơi, chứ tôi đâu có ngờ là cô cho tôi leo cây, cô bỏ bom tôi đâu hả? Ơ kìa, sao cứ tung ta tung tắc đi đùa giỡn là sao hả? Cô làm tôi buồn quá nhá, thất vọng quá rồi nhá. Ôi trời ơi, vậy cái gì? Cô có biết là tôi đứng một mình, tôi buồn, tôi lo, tôi sợ không? Anh sợ cái gì? Ôi trời ơi, đấy, lại còn sợ cái gì? Cô có quan tâm gì đến tôi đâu, cô không nhớ là tôi sợ người ta à? Trời ơi, quỷ ma không sợ mà đi sợ người ta là sao? Người ta làm gì anh đâu mà anh sợ chứ? Ôi trời ơi, cô không biết người ta làm gì tôi à? Người ta ngó tôi, người ta nhìn tôi. Nhìn anh á thì đâu có sao đâu. Cô chả biết cái gì cả. Tôi đứng đây đợi cô trong sự bồn chồn, hoang mang, lo lắng. Lo lắng hoang mang đến tuyệt vọng đấy, cô có biết không? Sao quá đáng vậy trời? Vừa vừa thôi anh ơi. Ôi giời ơi, còn nữa nhá. Mọi người đi qua đi lại chỗ này, ôi giời ơi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Ôi giời ơi, như thể tôi là thằng ăn cắp, thằng điên, thằng rồi. Ôi giời ơi. Anh à, ôi giời ơi, đừng có tưởng tượng nữa mà. Ôi giời ơi, khi đó tôi chỉ còn biết là... Ôi giời ơi là sao? Ôi giời ơi. Ngồi nhìn chiếc lá tung rơi theo cội nguồn. Lá rơi. Rồi khi em trong cuộc đời nhớ thêm giờ đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn vì ai, vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng, ai vì ai, những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết, có những hờn ghen nhỏ nhoi. Đúng rồi đó. Tiếc nuối làm chi, yêu thương vào dĩ vãng. Tha rằng em nói tiếng chia tay, tha đừng biết đến để anh không buồn đau, tha đừng biết đến làm chi. Trong vác chiều nay suy nghĩ điên khùng như anh đâu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, con khỉ. Có cô mới suy nghĩ điên khùng rồi làm tầm bậy tầm bạ nhá. Ôi giời ơi, cái gì? Em làm gì mà tầm bậy tầm bạ? Thôi. Tôi lạy cô đừng có chối nữa nhá. Nhá. Chối gì mà chối? Có gì đâu mà chối. Ôi giời ơi. Như thế mà không gọi là chối thì thế nào mà gọi là chối? Ôi giời ơi. Cô nói đi, cô nói là cô đi gặp người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô, đúng không? Đúng.
rồi sao? Mệt quá à. Rồi ơi gì? Rồi vậy á, anh định làm gì nè? Cô nói đi, tôi sẽ sửa đẹp nó ngay. Cô nói ngay, nó là thằng bố láo nào thế hả? Là thằng bố tôi đấy. Hả? Ôi trời ơi, cái gì? Ôi trời ơi, là bố em à? Ừ. Nè, anh xử đi. Giỏi ăn tươi nước sống đi. Tôi sợ anh quá à. Điên tuôn điên khùng không à. Ôi trời ơi, thì ơi. Ôi trời ơi. Tại vì anh nào có biết là bố em mới lên đâu. Ôi trời ơi. Còn cười nữa. Tôi á, tính đến đây á, là đưa anh về ra mắt bố. Nào về anh vậy. Thì ơi, anh xin lỗi em. Tại vì anh lỡ mồm anh nói bậy mà em. Nó vả vào cái mồm này, vả vào cái mồm hư này, tát vào cái mồm hỗn này. Nín, nín liền giùm tôi. Anh yêu em mà. Thôi, yêu đương gì. Thuy. Nín. Đừng dùng lời yêu đương. Tim tôi đóng băng khi nghe những lời anh vừa mới nói. Ôi trời ơi, em yêu ơi, Thủy ơi, ôi trời ơi. Dẹp. Tôi cấm anh nói chữ ôi rồi ôi nữa nha. Ôi trời ơi. Anh mà nói nữa là tôi không có nghe đâu. Thôi được rồi. Thế thì em cho anh nói lại hai chữ thôi. Hai chữ? Ừ. Được. Chia tay hay là vĩnh biệt? Không phải Thủy ơi, mà là mẹ lên. Mẹ lên? Mẹ anh lên đây ăn Tết với anh hả? Ừ, mẹ mới lên em ơi. Kệ anh, có liên quan gì tới đâu tôi đâu. Ôi trời ơi, sao em nói bậy thế? Mẹ bảo anh đưa em về cho mẹ xem mặt đấy em ơi, sướng lắm em ơi. Em ơi, nghe rõ chưa em ơi? Dạ nghe, ba em cũng muốn vậy đó. Ba em lên đây ăn Tết nè, rồi ba em cũng muốn gặp mặt anh. Ôi rồi, như thế thì tốt quá rồi em ơi. Lại đây nào em ơi, lại đây cho anh hôn một cái nào. Anh kỳ quá à, buông em ra. Ôi rồi. Thiệt à. Trời ơi. Thiên thạch rơi nhầm đỉnh đầu tôi, cha mẹ ở thiên thạch. Trời ơi. Bố người ta. Cái Giang. Cướp giật. Giang. Giang gì? Ai Giang? Ai giật? Bà bị điện giật tới có. Nhảy chân từ đứng thấy ớn quá. Trời ơi. Chứ ở trển xuống rồi cũng hạ từ từ cháu. Làm gì cái rậm vậy hả? Trời ơi. Tôi tưởng cái núi. Tôi tưởng cái núi đè tôi. Trời ơi. Ý. Đàn ông kìa. Sao? Nhìn cái mặt biết Giang rồi hả? Sao Giang? Không Giang hả? Không Giang mắc cái giống gì? Chú vô lùm rồi hả? Ê! Khỉ sống chuồng hả? Khỉ già hắc ám? Ê, bà nói ai khỉ già hắc ám? Bà sống chuồng một lượt cái đuôi bà. Bà giống như là con voi độc chiếc. Cái gì? Nói cái gì thằng già điên? Bà già bắt điện. Ai điên? Mày điên. Thôi, con xin bác ơi, bác xin. Vâng, từ. Ngồi xuống bác ơi, ngồi xuống. Để tôi ra chỗ tao ngồi coi. Ai chạy ngồi xuống. Trời ơi, đừng hổng ghế bắt tôi ngồi đâu. Con xin lỗi, con tưởng ở trong nhà. Con xin lỗi. Ôi trời ơi, bác ơi. Bác ngồi đi bác. Đừng làm vậy mà. Ba ra đây làm gì vậy? Mà ăn mặc kỳ vậy? Tao nói tao cải trang đi theo mày. Tao muốn coi mày hẹn hò với ai mà dội dàng như vậy. Ôi, chú bình tĩnh chú ơi. Hẹn với con. Nín đi, chú bác lại cười chú. Ôi, mẹ ơi. Ôi, sao mẹ lại ra nông nối này? Ôi, mẹ ơi. Mày làm gì vậy? Mày làm gì mày la hơn tao vậy? Tao không biết coi cái con bạn của mày nó ra là sao.
chứ để nó đến không biết mặt nó đâu được. Tụi bay đóng kịch giỏi lắm ha, qua mặt tao ha. Con đó là con Thủy đó hả? Mẹ ơi, Thủy đi mẹ. Thủy, thằng này thằng Trung phải không? Dạ, Trung đó ba. Dạ, à, còn thưa đây là, à, đây là... À! À, trời ơi, ba, là... ba. Ba sao vậy ba, ba? Mẹ, ừ, có chuyện gì thế hả mẹ? Bà có phải là... Không. Đúng rồi, chính là... Không mà... Đừng nhìn nhau chi, chôn đớn đau nói câu biệt ly. Trời cao khiến suối thì nổi gì, để tôi phải gặp một con người mà gian trá. Lòng nào ác quá mà cao xanh ơi, xô tôi vào cảnh mà xéo ngoe. Quán hờn ăn sâu từ lâu, bởi cái giống thú cầm biết đâu những câu mà tình chung. Nghe không? Nghe tôi chửi có trình độ chưa? Hả? Làm chi lời cao xa, ai biết cho ta, ai thấu cho mình. Con người điều hoa vàng dối bạc đèn thì nói làm chi, cho nát lòng, cho suối buồn, cho lỡ hàng, cho bẻ bàng. Đừng, xin đừng nhắc chuyện đã qua, hay thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói là gì? Let go home. Yeah. Trời, làm hết hồn cái gì á? Tự nhiên đóng lên thế ớn đi bà. Đi về con. Bác ơi. Khỏi kêu réo làm gì. Khỏi con, để cho người ta đi đi. Người ta đi được là mừng rồi con ạ. Nhục quá. Nhục quá rồi quỷ tại chỗ rồi Nguy à. Ơ kìa bác ơi, con xin bác tin cái con khỉ. Người ta nói đúng đó con. Má là hả, mày nhục quá xá rồi. Đi về, má phải về thôi. Chứ cái con người, chứ bộ con thú sao mà không biết nhục chứ. Ừ, người đấy ư? Người đấy à? Ủa, con gì kêu vậy ta? Chết hồn. Thú sổng chuồng đó con. Về thôi, không nó rửa nó cắn đó con ơi. Bà nói ai thú? Bà thú à? Ông đó. Bà. Ông. Thôi, chết đi rồi. Trời ơi, này lớn không có hơi được lớn hơn má nó nữa. Ba xem chuyện hồi nãy là va chạm thôi ba, chuyện nhỏ mà, trài nhẹ thôi mà ba. Mày biết cái gì? Trầy bên ngoài ta không thèm nói, mà trầy bên trong kia. Ơ kìa bác có sao không? Làm sao mà trầy bên trong được, quần áo vẫn còn nguyên vẹn này mà. Vậy mà ta trầy bên trong á. Tránh ra đi mày ơi, tao hiểu ông này mà, để đó cho má tính cho. Sao? Muốn bồi thường phải không? Dễ thôi. Muốn bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ đền tiền cho, lo thuốc thang mấy đồng, đây cũng xin đưa liền á, miễn đừng phiền chi thêm, bao nhiêu mới chịu êm. Thứ hư thành mất hết, đến chết vẫn còn hư, tưởng ai cũng như mình, chẳng biết gì nghĩa tình, thật là một xấu xa, mau đi về theo tía. Trời ơi trời, tức lộn ruột lộn gan nè trời. Tức quá trời ơi. Trời ơi là tức. Trời ơi, sao hồi đó đó tôi không xử ông luôn cho rồi. Tôi tha ông làm cái gì chứ không biết nữa. Tốt quá Thanh Thiện ơi. Ôi, bữa đó tôi thoát được cũng là hên, nhờ ơn trời. Ôi trời ơi, hai người quen nhau à? Ừ. Nhưng đây không đồng ý bay quen nhau được không? Đúng vậy đó, đây cũng không đồng ý bay quen nhau được không? Ôi trời ơi, sao buồn cười thế, ôi trời ơi. Thằng này nấu trời ơi, hoài giả như mặt bây giờ. Vì sao à, vì tao ghét cái thằng già này nè. Tao cũng ghét con mẹ này nè. Thủy, hai người thấy chưa, Thủy đi mất rồi, hai người quá đáng lắm. Thủy, cô. Để đi, nó ở đây đó. Ôi trời ơi, tôi mệt quá.
Con ơi, bỏ dạy con ơi. Sao hối hận à? Lỗi tại bà mà tụi nhỏ khổ chứ gì. Bà khóc cho tụi nó cũng phải chứ. Không, tôi không phải khóc cho tụi nó đâu. Vậy chứ khóc cho ai? Tôi khóc cho tôi. Sao vậy? Không biết đường về, sợ lạc. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vậy sao? Có tôi lo gì? Theo tôi nè. Ừ thì theo. Trời ơi, cười. Trời ơi, cười gì thế ớn vậy trời. Mọc ốc hết trơn rồi mày. Cười giống cái gì vậy? Cười gì vậy? Mắc cừ cái chuyện xưa đó bà. Mà chuyện tụi mình vậy gì giống quá bà. Giống gì? Vì chuyện tình của mình đó, nhớ không? Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đổ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường đời. Chuyện tình ngày xưa anh trách ai hơn ngờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở, anh ơi con đường xưa ta quấn nẻo hẹn hò, giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ, xót thương phận mình sao tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sâu quen mi, không cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình xưa chìm bao nay thuyền xa bến đổ, chia ly nào hay ai biết ai ngờ. Chuyện tình ngọt tan như sóng xô dạt bờ, người thương ngày thương những kỷ niệm trong ta. Chà, anh hát hay quá hen. Vậy mới xứng với em chứ. Trời ơi, làm gì mà quần áo tả tơi ghi gớm vậy anh? Chó rượt chứ gì, chạy muốn tuột đồ luôn vậy đó. Cười gì, tại ai mà cười, cười người ta nữa sao? Không lẽ tay Tư hả? Chứ còn gì nữa, hết chỗ hẹn. Tư hẹn hai ra đây làm chi à? Thì ở đây có sao đâu. Bộ lé hả Tư? Nhìn đi, thấy chưa? Nhà nào cũng có bản coi chừng chó dữ hết, thấy không? Người ta cố tình chứ bộ. Anh hả dốt quá à. Hẹn ở đây á, không sợ ai làm phiền hết á. Lũ nhỏ đứa nào lén phén lộn xộn mò tới á, là chó cắn tét quần ráng chịu. Con nhỏ này cũng đâu có ác ý gì mấy đâu. Hừ, nói gì lãm nhảm vậy? Đâu có gì đâu. Mới bị chó cắn sao điên sớm dữ vậy? Đâu có. Ủa, mà hẹn anh ra đây có nói gì không vậy hả? Thì ấy hỏi đi rồi mới nói được chứ. Hỏi gì? Nói đi. Nè, nghe nè. Anh có chắc là yêu em mãi đúng như lời anh đã nói không? Ta yêu nhau 3-4 năm ròng, biết chừng nào mới được nên đôi. Em cứ yên tâm, chờ đến sang năm tôi thưa ông già mới qua nhà rước em. Thôi đi, thôi, hẹn hoài à? Anh cứ hẹn hoài, hẹn quỷ là sao? Làm gì thế ớn vậy? Lấy chồng thôi mà. Nhưng mà Tư ơi, anh ngại quá. Anh sợ. Anh sợ cái gì? Có gì đâu mà sợ. Em không sợ thì mắc cái chứng gì anh sợ. Hay là tính hai lòng đổi dạ phải không? Nè, đừng có tưởng dễ nghe. Bỏ thử đi, bỏ con này thử đi. Bỏ thử là biết liền à. Đây không có hiền đâu nha. Muốn chơi
thằng này chơi tới đó nghe chưa? Bình tĩnh đi em. Dạ lại chúng ta tuy chưa cưới nhưng mà có khác gì vợ chồng đâu, thấy không? Hay. Nói khẽ khẽ thôi chứ cha nội. Vậy khỏi cưới đó hen. Ê, hả? Tính chơi quịch hả? Không phải đâu mà, anh cưới liền, thiệt. Thiệt không? Thiệt mà, nhưng mà có chuyện anh muốn nói với em. Tư ơi. Hơi. Anh nghèo đến chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đeo nhẫn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh. Nhận anh trao nhẫn cỏ chân thành. Nhà anh chung em cơm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ. Thầy mẹ coi thuận lòng. Thật không? Cha mẹ em thuận lòng rồi à? Ừ đó. Ôi vui quá, thích quá, khoái quá, ôi vui quá là vui quá. Thôi nè, nhí nhảnh quá à. Sẵn đây nghe, em hả, em báo cho anh một tin vui ơi là vui nữa nè. Vui nữa hả? Báo đi, vui lắm phải không? Vui ơi là vui, vui quá là vui luôn đó. Trời ơi, trời, hoặc quá, nói đi cưng, nói đi tư. Nói nhỏ nghe, không nói lớn đâu, nói ừ, lớn mắc cỡ lắm á. Biết rồi, lỗ tai là nói nhỏ đi, nói mẹ rồi đi. Nghe nè. Nghe nè. Đi các bà. Mà nói cà bấy như bà không à? Em nói thiệt đó. Sao? Em có thai thiệt đó. Đừng có khùng quá đi. Sao có được? Bà lấy ai có thai? Trời ơi, sao anh lại nói vậy? Em có thai thiệt mà. Anh đừng có nói giỡn nha. Kỳ quá hả? Ai giỡn? Trời đất ơi, tôi cho bà hai nghe. Bà trời ơi. Gì bà có thai làm sao? Sao? Làm sao có được? Nói tôi nghe coi, nói. Trời ơi, hai ơi là hai ơi. Nói đi. Ơi ơi gì? Em có thai năm tuần rồi. Má ơi. Hey. Na 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 na. Ông đi. Trời đất ơi thằng ai nó lừa, lời ái ân chỉ toàn là dối gian. Ôi nát tan còn chỉ mong sánh đôi, tôi không ngờ tình ta như dối. Đừng chu lên cho người ta tương khùng, tình nết na sao thành ra xấu xa. Ôi tiếc cho tình tôi đây trăng trong, sao đi sao lầm vậy còn mất nết. Mày nói cái gì cái thằng kia? Trời ơi, cái thứ mất dạy, cái đồ hèn hạ, cái đồ tồi bại. Đồ chắc hết nè, đồ hư hỏng nè, mày á, mày mới là đồ hư hỏng á, tao chửi rủa mày đó. Mày chửi rủa ai nữa vậy? Hôm nay ha, mày loài cái mặt thật của mày ra rồi ha, cái mặt móc xì chai lì của mày loài ra rồi ha. Được, tao sẽ xử mày ngay tại đây, cho bỏ cái thói lưu manh của mày nghe. Mày buông rau. Buông rau. Không buông nha. Ta không bỏ ra, đứng lại, đi tớ cái thằng kia. Rồi á, rồi từ đó cái ông chạy trốn biệt tích luôn đó hà. Trốn chui, trốn nhủi, đói khát, mà lại còn bị mấy vết thương của bà cào cấu nữa, nó hành nó nhức lắm. Thiệt tình ở lúc đó tôi như con chó ghẻ vậy đó, thấy gớm lắm. Nói quá à. Nói quá người ta nghe, người ta tưởng tôi ác độc, hung tợn lắm hay sao á. Không tin hả? Bà cào lưng tôi còn theo tới giờ nè, bà coi nè, đó, thấy không? Trời ơi. Như là cái áo sọc đó, tôi đâu dám cởi trần ra đâu. Sọc kéo, sọc ngang rồi, làm như mê cung nữa. Bà coi đi. Thôi rồi, thôi mà. Có chuyện này tôi không muốn hỏi, hỏi nó kỳ lắm. Nhưng mà không hỏi để trong lòng nó ấm ức, chịu không được. Thì hỏi đi. Lúc đó bà có thay thằng chó nào nữa? Trời ơi.
Làm gì mà có thai? Hả? Không có. Tôi tính thử lòng ông đó thôi. Chứ tôi mà có bầu thiệt nữa hả? Má tôi bà cạo đầu, bà tô dầu hắt, rồi bà rắc cái lông gà cho thành cái cây chổi chà hả cha? Trời ơi, bà thử lòng tôi hả? Ừ. Bà thử cái gì mà ác đạn vậy? Còn cái nào thử gì ác nữa không? Nhờ mà thử ác đạn vậy đó, tôi mới thấy được ông, con người ông hèn hạ, thiếu trách nhiệm. Ông trốn đi âm thầm, không một lời từ tạ. Từ tạ cái nỗi gì? Tôi nghe bà có chữa đó. Tôi tưởng bà lừa tôi, bắt tôi đổ vỏ ốc. Trời, trời ơi, tôi đâu có ngu đâu, bà nhớ kỹ đi. Sao ông không nghĩ là tôi có thai với ông hả? Trời ơi, má ơi má, con vô sinh mà. Con tự biết từ lâu rồi. Trời ơi, Nhìn gì? Tôi vô vô sinh nghe chưa? Đừng nhìn luôn, mắc cỡ. Đừng, ai nhìn hoài á. Ông vô sinh hả? Ha. Nhìn là phải biết liền chứ. Trời ơi, sao vậy ta? Sao đó sao tôi ngu dữ vậy ta? Ê, vậy cái con Thủy gì hận bà? Tôi mới xin nó về nuôi đó. Thôi, ê, còn thằng Dung ha, con thằng Dung. Ê, vì thù đàn ông, tôi lượm được nó tôi nuôi á. Tôi vậy không hả? Thèm lấy chồng nữa. Chắc hồi đó ông hận tôi lắm ha. Bà biết không, tôi bỏ đi biệt xứ mà lòng trào tuôn quốc hận, giận bà dữ lắm. Mà kỳ cục nha. Sao? Càng giận sao càng thương. Lá lùng vậy đó. Có vậy chứ nhớ bà lắm á. Thiệt. Tôi cũng vậy á. Giận thì giận ha. Mà thương thì thương. Bởi vậy tôi suy nghĩ mãi. Tôi không biết ai đó có hiểu cho ai đây không. Nhớ lắm. Vậy sao? Ai nhớ ai tình như đã mất. Lòng chơi dơi như chốn xa lạ. Người nói đâu bao giờ trở lại. Ai xa rồi giờ chỉ còn nỗi nhớ. Ai nhớ ai tình như đã mất. Ngày xa xưa khắp lối đi về. Tình đôi ta mang đầy kỷ niệm. Ai rồi lòng chợt buồn mến man. Lòng chợt buồn mến man. Ôi tình của đôi ta mang đầy bao kỷ niệm. Ai nhớ ai tình như đã mất. Ngày xa xưa khắp lối đi về. Thôi, ông làm quá. Thôi, ông xúc động làm cái gì? Chuyện qua rồi mà. Chuyện cũ xì rồi ông ơi. Tôi không khóc cho niềm đau cũ đó. Thì chứ sao? Mà tôi khóc cho nỗi lo mới nữa. Lo gì nữa đây? Có tụi đây nói đi. Lo sợ gì nói coi. Sợ lạc đường. Ủa? Ông nói ông biết đường mà. Biết con bà. Trời đất ơi, vậy là lạc thiệt rồi á hả? Lạc lâu rồi. Trời ơi, cha nội. Sao không nói sớm giùm con với cha nội? Trời ơi. Lo cười lo nói không quên. Khóc chứ cười cái nỗi gì? Thì khóc. Gì vậy? Trời ơi, sao vậy cha? Làm giật mình nè. Giờ làm sao giờ đây? Không lẽ bây giờ, trời ơi, đón giao thừa ngoài đường ngoài xá vậy sao ông? Bây giờ kêu cứu đi bà. Ừ, kêu ha ông ha. Thì ai cho ơi. Cái hơi bà thấp hơn tôi à. Ém hơi một xíu nữa. Ba má bằng lòng rồi con nó ra lẹ quá trời. Trời ơi, đồ quỷ à. Trời ơi. Hai đứa tụi bay núp đến đâu vậy? Hả? Trời ơi, ông ơi. Nãy giờ tụi bay theo tao phải không? Thôi chết rồi ông ơi. Dình từ nãy giờ, dình từ nãy giờ thấy hết rồi. Ôi trời ơi. Bể mánh rồi ông ơi, tụi nó nghe hết trơn hết trội rồi kìa. Giờ con mới biết khi xưa ba má thương nhau thật là đẹp đôi. Duyên quê thắm tình hoa trái làm ai cũng thèm. Rồi dù nhau luôn. Hôm nay Mão quyết cho bay chọn tình yêu thương Mão xây
đình tên cháu cho tao ấm lòng. Này ai ơi thấu chăng nỗi lòng còn duyên của đôi ta. Dạ lộn sắp chết, sắp lết, không hề nhục sao? Nhục cái gì? Bà mà không đồng ý với tôi á, tôi sẽ không cho phép tụi nó lấy nhau đâu. Được, ông không đồng ý cho tụi nó lấy nhau hả? Tôi nói ra hết nè, cho ông ăn nhục luôn. Tết đâu, đầu năm mà nhục ông, suốt năm suốt tháng nhục ráng chịu nha ông. Nè, tụi bay biết không, ngày xưa đó, ông này nè, ông bị bệnh dơ. Tôi đồng ý. Hứa rồi nghe. Má, ngày xưa ba bị bệnh gì hả má? Ôi trời ơi, nói đi má. Nói đi. Bệnh dơ. Trời ơi, bà lại lừa tao nữa rồi bay ơi. Ba má ơi, bây giờ mình còn về nhà chuẩn bị đón giao thừa nữa đó. Đi, đi về mấy con, đi, đúng rồi đó, đi về lẹ lên. Ô, giao thừa đến nơi rồi, xuân đến rồi kìa, bà ơi. Ơi. Kìa, em có thấy gì không, bố mẹ đồng ý đến nhau rồi đấy. Chúng mình đến với nhau được rồi. Xuân xuân ơi, xuân đã về, có nỗi vui nào hơn ngày xuân. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chuông reo hò chờ đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những nắng mai vàng chào mừng xuân sang. Thấy hai đứa nhỏ làm tôi nôn quá bà ơi. Hai đứa là hạnh phúc quá. Làm gì ôm tôi cha? Trời đất ơi, bây giờ mình làm xui rồi chưa? Ừ, chui ra mà quên ôm hoài.